Saranang gacchami tatiyambe buddhaṃ saranang gacchami tatiyambe dhammaṃ saranang gacchami tatiyambe sanghaṃ saranang gacchami. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dutiyambi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dutiyambi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dutiyambi sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyambi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyambi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyambi sangkhaṃ saraṇaṃ Gacchami. Tín saranak ganang paripunang pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu pana tipata về ramani sikha badang samadhiya mi adinna dana về ramani sikha badang samadhiya mi kame sumicha chara Về Ramani Sikha Badang Samadhiya Mi Musa Vada Về Ramani Sikha Badang Samadhiya Mi Sura Me Raya Machapa Madathana Về Ramani Sikha Badang Samadhiya Mi Banati Bata Về Ramani Sikha Badang Samadhiyami Adinnadana Về Ramani Sikha Badang Samadhiyami Kame Sumichachara Về Ramani Sikha Badang Samadhiyami Musawada Về Ramani Sikha Badang Samadhiyami Sura me raya machapamadathana Ve ramani sikha padang samadhiyami. Thế Tôn có dạy rằng Imani pancha sikha badani sa dukan ka to apa made na nik cha kalang samara kitap bang chư thiện tính sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo hãy ráng vân giữ hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Amapante, dạ chúng con xin vâng. Thế Tôn có dạy rằng Sile na sugatin yang ti sile na phu ga sampada sile na nipu ti yang ti tasma si lang vi so thát ye. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái ấy chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật đừng để lắm nhơ. Sathu sathu lành thay Uttamang ghe na vande hang ba da bang sung varuttamang Uttheyo khalito do so Uttho khamatu tang mamang Uttamang ghe na vande hang Thamman chadu vitham varang Thammeyo khalito do so Thammo khamatu tang mamang Uttamang ghe na vande hang Sankhan chadu vithottamang Sankheyo khalito doso Sankho khamatu tang mamang. Dạ sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con. Dạ con kính đảnh lễ sư Pháp Trang vừa đến với đạo tràng.
Kính đảnh lễ thầy Kinh vừa đến với đạo tràng. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha sa thammade sanaya janagatha Brahmacalo katipati sahambati katanchali antiwarang ayam chatha santi tasak tapara chakka chatika dese tu thammang anukambimang bacang sak thamma ferin vinayan chakayan suttan chabantham apitham machammang Ako tayanto chatusak chadandang bapo taneye parisa yamatche. Và sau đây con kính thỉnh thầy Kinh từ bi hoan hỷ cầm mic để thử âm thanh ạ. Và trước khi đạo tràng chúng con sinh hoạt ạ. Và con kính thỉnh bàn tay của thầy Kinh ạ. Và con xin xuống mic ạ. Và con kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới và cùng thỉnh pháp sư. Dạ con xin xin mít. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Ca. Dạ quý vị có nghe rõ không ạ? Rồi, ok. Dạ kính lễ chư Tôn Đức Tăng trong rừng. Dạ, thân chào tất cả quý vị. À, hôm nay chúng ta tiếp tục học phần nhóm sắc, các nhóm sắc ha, Kalapa tiếp theo. Trước khi vào học thì chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tam tắc. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavan tang apivadame Svakato bhagavata thammo thammang namassami Supatipanno bhagavato savaka sangho sangham namami Sama sambuddhamakulang sasattham mayanuttamang Aphivadiyapasisang Aphithammatasangkhan. Kính lễ chư Tôn Đức, kính chào tất cả quý vị. Chương trình hôm nay chúng ta cũng tiếp tục đọc Pali trước ha, đọc Pali phần 2, đọc xong phần Pali xong rồi chúng ta đi vào bài học. Và khi đi vào bài học chúng tôi nhờ một vị nào đó trong một người trong room đọc cái bài học kỳ rồi tuần rồi học được gì lên đọc trước ha. Khi sau khi đọc cái Pali này xong rồi chúng ta sẽ mời một vị lên đọc cái bài học tuần trước để cho chúng ta có cái sự nối tiếp là không có bị và gián đoạn. Và xin mời tất cả quý vị. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin được đọc trước để không khỏi mất thời giờ. Kalapayo chana các nhóm sắc pháp tiếp theo, đoạn 3. Sutthat katang sat danavakang lahutta di eka dasakang sat da lahutta di doa dasakang chatichak taro utusamut tha sakalapa tám pháp bất ly, chín thành phần tiếng, 10 thành phần khinh nhu và thích nghiệp, 12 thành phần tiếng, khinh nhu và thích nghiệp, bốn pháp này do hiện tượng thời tiết tạo. Suốt đát tha căn la hu ta đề ca đa sa căn cha ti đề a ha ra samutha na ca la pa tám sắc bất ly và 11 thành phần khinh nhu và thích nghiệp
là hai nhóm sắc pháp do bậc thực tạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin mời người kế. Để chân thành cảm ơn chư vị đã lắng tai nghe. Dạ. Dạ, mô Phật, con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Tỳ Kheo Pháp Trang, kính chào sư Nguyên Thông, kính chào thầy Kinh và kính chào đạo tràng. Rồi, bây giờ xin đọc bộ Cá Lô Bá Vô Cha Na, các nhóm sắc pháp tiếp theo, đoạn 3, Xuất Thá Xuất Đá Thá Căng, Sát Đá, Lá Hoa Căng, Lá Hú Tà Đi, Ê Ca Đá Xá Căng, Sát Đá, Lá Hú Tà Đi, Đòa Đá Xá Căng, Cha Tí, Chất Tô, Chất Tà Rồ, Ú Thú, Sá Mút Thà Ná, Khá Là Pà, Tám Pháp Bất Ly, Chính Thành Phần Tiếng, 10 thành phần khinh nhu và thích nghiệp, 12 thành phần tiếng khinh nhu và thích nghiệp. Bốn pháp này do hiện tượng thời tiết tạo. Xuất đá thá căn, lá hú ta đề ca đá xá căn, cha tí đề a hà đá, sa mút thà ná ca la pa, tám sắc bất ly và 11 thành phần khinh nhu và thích nghiệp là hai nhóm sắc do Phật thực tạo. Đoạn 4, ta thá, xuất thá ta căn, xuất đa ná, qua căn, cha tí ú tú, sa mút thà ná, ca la pa, ba hi thà, bi lá, bi lá pành tí, a wa se sa ba ná, sắp bề bí, a chí, a ha tí kha mê quá cầm ma chít tô tú kha ha ra sa mút tha na ya tha kha măng na wa cha cha tu rô đi tí ka la pang ka la pa e ka vi sa tí ka la pa năng ba ri che đa la kha na ta quý chắc khả nà nà ca là ba à băng gà gà mi cha hú a ca sang la khả nà ni cha a ya met tha ca là ba yo cha na. Đoạn 4 là xong rồi ha. Trong những tổng hợp các sắc pháp này có hai do hiện tượng thời tiết tạo, tám sắc bất ly và thành phần tiếng cũng từ bên ngoài, tất cả còn lại là hoàn toàn ở bên trong. Có 21 tổng hợp sắc pháp, 9, 6, 4 và 2 theo thứ tự được tạo nên do nghiệp tâm hiện tượng thời tiết và vật thực. Vì sắc hư không và các đặc tướng của sắc pháp xin tiếng dị diệt chỉ nêu rõ tánh tự nhiên, bậc hiền trí dạy rằng hai thành phần này không nằm trong tổng hợp các sắc pháp. Đây là sự hình thành những tổng hợp các sắc pháp. Rồi, suy nghĩ sư đã đọc xong rồi. Bây giờ mời vị kế tiếp. Rồi, mời. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Con xin kính chào thầy Kinh. Dạ, con xin đọc bài ạ. Ca La Ba Dô Cha Na, các nhóm sắc pháp tiếp theo, đoạn 3. Xuất thát tha căng, sát
Dana wa kang lahu ta di e ka dasa kang sada sada lahu ta di dua dasa kang dacha dua dasa kang cha ti cha ta ro utu samutha naka la ba tám pháp bất ly, chín thành phần tiếng, 10 thành phần khinh, nhu và thích nghiệp, 12 thành phần tiếng, khinh, nhu và thích nghiệp. Bốn pháp này do hiện tượng thời tiết tạo. Suthatha kang lahuta de ka dasa kang cha ti dwe aha rasa mutha nakala ba tám sắc bất ly và 11 thành phần khinh, nhu và thích nghiệp là hai nhóm sắc pháp do vật tạo. Dạ con xin hết, xin mời vị kế tiếp đọc đoạn tiếp theo ạ. Cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Dạ không ai đọc, con đọc. Đoạn 4. Tattha sut datha kang sat dana vakang cha ti utu samuttha nakala kala pa bahittha bilathang ti asave avase sa pana sabbe pi achak ti kamme va kamma citto tukahara samuttha na yatha yathak ka mang na ba cha chatuso dve ti kalapa e kavisati kalapa nang patik che datlak kana hanatta bichak kana na kalapang gang ik cha huka akasang lak kana nitya ayametha kalapa Yojana. Trong những tổng hợp các sắc pháp này có hai do hiện tượng thời tiết tạo, tám sắc pháp bất ly và thành phần tiếng cũng từ bên ngoài, tất cả còn lại là hoàn toàn ở bên trong. Có 21 tổng hợp sắc pháp 9, 6, 4 và 2 theo thứ tự được tạo nên do nghiệp tâm hiện tượng thời tiết và vật thực vì sắc hư không và các đặc tướng của sắc pháp sinh tiếng dị diệt, nên chỉ nêu rõ tự nhiên. Bậc hiền trí dạy rằng hai thành phần này không nằm trong tổng hợp các sắc pháp, đây là sự hình thành những tổng hợp các sắc pháp. Và cảm ơn chư vị đã lắng nghe, xin mời người kế là Kim Nhung. Dạ alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ sư Pháp Trang, con kính lễ thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Kala ba yo chana, các nhóm sắc pháp. Đoạn 3. Sut tha tha kang sat dana wa kang lahu ta di e ka dasa kang sat dalu dalahu ta di dua dasa kang cha ti cha ta ro Utusamutha nakalapa, tám pháp bất ly, chín thành phần tiếng, 10 thành phần khinh nhu và thích nghiệp, 12 thành phần tiếng, khinh nhu và thích nghiệp. Bốn pháp này do hiện tượng thời tiết tạo. Sutthatha kang lahuta de ka dasak kang cha ti dwe aha rasamutha nakalapa, tám sắc bất ly, một thành phần khinh nhu và thích nghiệp là hai nhóm sắc pháp do vật thực tạo. Dạ con đã đọc bài xong ạ, con xin xuống mic. Cảm ơn Châu Nguyễn đã bớt bài. Dạ kính mời vị kế tiếp ạ.
Nam Mô Bích Tha Giá. Và một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào toàn thể đạo tràng, kính chào thầy. Và con xin đọc đoạn 4. Tát thát sát thát thát cần sát đa na hoa cần trà trà ti u tu sam trà iti tu samutha nakala bà ba hít thà bi la bàn ti awa se sa bana sap be bi a chat ti cam be wa cam mat chit to tu ca ha rasa mut tha na yat thak ca mang na wa cha cha tu ro duệ ti ca bla ba e ca vi sat ti ca la ba nang parit che da lak khanatta vi chak khana nakala bằng gầm ít cha hu a ca sang lakhana nicha ayamet thakala ayochana. Trong những tổng hợp các sắc pháp này có hai do hiện tượng thời tiết tạo, tám sắc bất ly và thành phần tiếng cũng từ bên ngoài, tất cả còn lại là hoàn toàn ở bên trong. Cả 21 tổng hợp sắc pháp 9, 6, 4 và 2 theo thứ tự được tạo nên do nghiệp, tâm, hiện tượng thời tiết và vật thực. Vì sắc hư không và sắc đặc tướng của sắc pháp sinh tiến dị diệt chỉ nêu rõ tánh tự nhiên, bậc hiền trí dạy rằng hai thành phần này không nằm trong tổng hợp các sắc pháp. Đây là sự hình thành những tổng hợp các sắc pháp. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Dạ kính mời bàn tay của huynh thính pháp, con xin xuống mít ạ. Dạ con xin đảnh lễ chư tôn đức tăng, quý bà cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc đoạn 3. Kala Bayo Chana đoạn 3, các nhóm sắc pháp tiếp theo đoạn 3. Sutthat Thakan Saddana Vakana Vakan Lahuta Di E Kadasakan Sadda Lahuta Di Do Dasakan Dasakan Jadi Chatta Chattaro Utu Samuthana Kalaba. Tám pháp bất ly, 9 thành phần tiếng, 10 thành phần khinh nhu và thích nghiệp, 12 thành phần riêng khinh nhu và thích nghiệp. Bốn pháp này do hiện tượng thời tiết tạo. Xuất thát thác cần la hú ta đệ ca đa sa cần cha thích duy a ra a a ha ra samutha tha na ca la ba. Tám sắc bất ly và 11 thành phần kinh nhu và thất nghiệp là hai nhóm sắc pháp do Phật thực tập. Dạ, con xong. Xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ. Dạ, con xin đọc bài ạ. Tát tha sút thát tha cần sát ta na wa cần trà ti u tu sam mút thà na ca là bà ba hít thà bí lắp phần tí á wa xề xà ba na sắp bề bí ác chắc tí cần ề quá cầm má chít tổ tu cà hà ra sa mút thà nà giá thắt cà mằng na wa cha cha tu rồ đề tí cá là bà ê cá quỳ sa tí cà là bà nằng ba bít chề đá lắc khá nát tà quý chắc khá nà na cá là bằng gần ít trà hú à cà sằng lắc khá nà ní chá a giá mét thá cá là ba dồ chá nà. Trong những tổng hợp các sắc pháp này, có hai hiện tượng thời tiết tạo, tám sắc bất ly và thành phần tiếng cũng từ bên ngoài, tất cả còn lại là hoàn toàn ở bên trong. Có 21 tổng hợp sắc pháp, 9, 6, 4 và 2 theo thứ tự, được tạo nên do nghiệp tâm, hiện tượng thời tiết và vật thực.
vì sắc hư không và các đặc tướng của sắc pháp sinh tiến dị diệt, chỉ nêu rõ tánh tự nhiên, bậc hiền trí dạy rằng hai thành phần này không nằm trong tổng hợp các sắc pháp, đây là sự hình thành những tổng hợp các sắc pháp. Và con cá đã đọc xong, tri ân cho Nguyễn Đa Bốt bài, và Nguyễn Như kính mời vị khác tiếp tục ạ. À. À, xa thứ à, chẳng nghĩ chắc là hết người đọc ha. À, Hà hôm nay ở không đọc rồi, rất là quan hệ. À, bây giờ để mời chủ room nha, mời Nguyễn Dư lên đọc là cái bài tuần rồi mình học á, đọc lại phần sắc cho nghiệp tạo, đọc lại xong tiếp ta học tiếp luôn, đọc chậm chậm thôi để cho bà con theo dõi lại. Rồi, mời thầy. Dạ, tương lĩnh thầy kinh ạ. À, bài tuần trước mình học là ngày August the 7th, là thứ sáu tuần trước thưa thầy. Cá la pá, vô chá na, các nhóm sắc pháp, bốn nhân tạo sắc. Thứ nhất là sắc nghiệp, thứ hai là sắc tâm, thứ ba là sắc âm dương hay còn gọi là sắc quý tiết, thứ tư là sắc vật thực. Có tất cả 21 nhóm sắc, 9 do nghiệp, 6 do tâm, 4 do âm dương hay thời tiết, 2 do vật thực. Sắc do nghiệp tạo, cầm má chát, sắc do tâm sở tư, nghiệp tạo, thiện hay bất thiện, có 18 sắc do nghiệp tạo, gồm có 8 sắc bất ly, 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, 1 sắc ý vật, 1 sắc mạng quyền, 1 sắc hư không. 8 sắc bất ly luôn có mặt trong tất cả các sắc pháp. Gồm có đất, nước, lửa, gió, sắc, khí, vị, vật thực. À, cũng có thể như đọc xin rõ ra hơn là đất, nước, lửa, gió, sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc vật thực. Năm sắc thần kinh gồm có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức. Hai sắc tính gồm có sắc tính nam và sắc tính nữ. 18 sắc bất ly do nghiệp tạo. Khi tục sinh, những sắc thần kinh sẽ xuất hiện là do nghiệp trong quá khứ cho ra. Vì thuộc về hệ thần kinh, chỉ do nghiệp quá khứ cho mà thôi, mà không phải do tâm hay quý tiết hay vật thực tạo nên. Hai sắc tính nam nữ chỉ do nghiệp tạo, không vì lý do khác. Sắc ý Phật là sắc làm chỗ để cho tâm nương, phải do nghiệp trong quá khứ tạo để cho tâm tục sinh nương nơi đó. Sắc mạng quyền chính là những sắc để nuôi dưỡng cho các sắc, cũng là sắc do nghiệp tạo. Sắc hư không là khoảng cách giữa hai sắc. Tất cả 18 sắc pháp này, tất cả đều do nghiệp tạo. Phân nhóm có 9. Nhóm 10 sắc thì có 8. Thứ nhất là nhóm mắt, có 8 sắc bất ly, sắc thần kinh nhãn và sắc mạng quyền. Nhóm thứ hai là nhóm tai, gồm có 8 sắc bất ly, sắc thần kinh nhĩ và sắc mạng quyền. Nhóm thứ ba là nhóm mũi, gồm có 8 sắc bất ly, sắc thần kinh tỷ và sắc mạng quyền. Nhóm thứ tư là nhóm lưỡi, gồm có 8 sắc bất ly, sắc thần kinh thiệt và sắc mạng quyền. Nhóm thứ năm là nhóm thân, gồm có 8 sắc bất ly, sắc thần kinh thân và sắc mạng quyền. Nhóm thứ sáu là nhóm nam tính, gồm có 8 sắc bất ly, sắc nam tính và sắc mạng quyền. Nhóm bảy gồm là nhóm nữ tính, gồm có 8 sắc bất ly, sắc nữ tính và sắc mạng quyền. Nhóm tám là nhóm sắc ý vật, gồm có 8 sắc bất ly, sắc ý vật và sắc mạng quyền. Nhóm chín sắc thì có 1, là nhóm mạng quyền, gồm có 8 sắc bất ly và sắc mạng quyền. 9 nhóm sắc pháp này đều do nghiệp tạo. Dạ, con đã đọc xong.
Nguyên Như con xin dâng bích lại cho thầy kinh ạ. À. À, xa thứ xa thứ. Bây giờ chỗ cái câu của Châu Nguyễn sửa lại nha, chỗ này viết trật rồi nha. Chỗ sắc do nghiệp tạo nè. Chỗ cái câu mà tâm sở tư nghiệp tạo thiện hay bất thiện á, hai chấm á. Những sắc pháp đã làm trong quá khứ là sao? Những sắc pháp nào mà đã làm? Câu này viết trật ha. Những sắc pháp do nghiệp thiếu nó vô trật xa lắm ha. Pháp do nghiệp đã làm trong quá khứ tạo là một ha. Rồi vấn đề là rồi cái hồi nãy thấy Nguyên Như đọc cái chỗ này như nó bị trật cái chỗ này, chỗ mà coi là coi nãy đọc cái gì mà chỗ mà phân liệt ra chín loại đó. Đọc tới chỗ cái thần kinh thân á, đọc sao năm sắc thần kinh của thần kinh thân rồi sao đọc là thân thức là sao, thần kinh thân thì sao mà thân thức được. Coi chỉnh lại nha, chỉnh lại sai cái nó đi xa lắc xa lên, bên sắc bên tâm hai cái nó xa lắm á. Được chưa, chỉnh lại được chưa? Rồi ha, xong ha. Rồi đó là bài học cũ rồi mình đã qua rồi ha. Rồi bây giờ tới bắt đầu mình nãy là sắc do nghiệp tạo, tức là những cái loại sắc pháp mà do nghiệp trong quá khứ nó tạo cho những cái sắc trong cái đời sống cái hiện tại này. Rồi bây giờ tới sắc do tâm tạo, tức là mình B lớn, sắc do tâm tạo. Chích tách cha, sắc do tâm tạo. Nhớ mà nghe giảng bài quý vị ghi kỹ lại xíu nha, nó trật cái nó xa dữ lắm á. Rồi mình hiểu trật pháp nữa mệt nghỉ luôn á. Sắc cho tâm tạo thì ở đây người ta cho mình biết là những cái loại sắc được phát sanh do tâm của mình tạo ra, tức là do tâm nó tạo ra những cái loại sắc đó. Thì chúng ta thấy có một sự khác biệt là một cái loại, những cái loại sắc mà do nghiệp tạo ra và đây là những loại sắc do tâm tạo ra. Thì theo như quý vị, những loại sắc do tâm tạo thì nó là những sắc nào, căn bản nó là những sắc nào, dù tâm mình nó tạo ra được cái sắc gì, tâm mình làm ra được gì, tâm mình thường thường cái tâm mình khởi lên gì nó tạo ra được gì. Đúng rồi, biểu tri, thân biểu tri, khẩu biểu tri, hai cái ha. Thân biểu tri khẩu là tạo được cái thân hành động. Thì tâm mình khởi lên, mình muốn chuyển động thân xác hay hoặc là muốn nói nè kia, thì tâm nó tạo được. Và sắc cơ bản đó là thân biểu tri, khẩu biểu tri ha. Đó là mình đã nắm được một cái chính của nó. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi vô vấn đề chính nè. Sắc do tâm tạo, những dòng ha, có 6 nhóm. Mà tạo là 6 nhóm nè, chứ không phải là một nhóm, hai nhóm, rồi có 6 nhóm, hai nhóm. Đâu rồi? Rồi, có 6 nhóm. Dòng 1, tức là nhóm 1 đầu tiên á, 1, nhóm bát thuần, hai chấm. Nhóm bát thuần, hai chấm. Bát thuần là gì quý vị trình bày thử coi, nhóm bát thuần là cái gì đây? Nhóm bát thuần 8 sắc bất ly, chính xác ha. Cô Kim Nhung là nói chính xác ha. 8 sắc bất ly là được gọi là nhóm bát thuần. Thì nhóm thứ nhất là tâm tạo ra được cái cơ bản đầu tiên của nó là nó tạo ra được 8 sắc bất ly, tức là nhóm bát thuần. Rồi, những dòng nhóm thứ hai, nhóm thân biểu tri. Số 2 là nhóm thân biểu tri. Nhóm thân biểu tri, hai chấm, có 9. Thân biểu tri, hai chấm, có 9.
Vì có chính rồi, có chính là gì đâu, quý vị nói thử coi. Alo. Thân biểu tri có chính, có chính. Tám sắc bất ly cộng thân biểu tri, đúng rồi, nhóm thân biểu tri có chính là tám sắc bất ly, là căn bản ha, tám sắc bất ly là lúc nào cũng có ha, căn bản cộng thêm cái thân biểu tri, cái sắc thân biểu tri, thì như vậy nhóm thân biểu tri chúng ta có được chính sắc rồi ha. Rồi số 3, nhóm khẩu biểu tri hai chấm có 10, khẩu biểu tri hai chấm có 10. Khẩu biểu tri có 10 sắc. Rồi, cãi ra dùm coi 10 sắc là cái gì đây. Khẩu biểu tri có 10. 8 sắc bất ly, khẩu biểu tri cộng sắc thinh. Đúng rồi, chính xác là có 10 ha. Thì khẩu biểu tri mà, thì nó có khẩu biểu tri và phải có âm thanh đi theo đó. Đó, thì mới gọi là nhóm khẩu biểu tri. Có 8 sắc bất ly, khẩu biểu tri cộng âm thanh, sắc thinh. Vậy chúng ta có được 10 sắc. Thứ ba, nhóm đặc biệt, nhóm đặc biệt hai chấm có 11, nhóm đặc biệt hai chấm có 11. Đâu giờ mời mời vị khác trả bài, trình bày coi ai để dựng nguyên như nói coi nhóm đặc biệt có 11, 11 sắc là gì đây, đâu nguyên như nói thử coi. Đặc biệt có 11, suy nghĩ coi, như vậy có 11. Tám sắc bất ly có rồi đó. Vậy sao thành 11? Gì vậy? Tám bất ly có rồi, ok rồi, chính xác rồi, gì nữa? Mình thiếu ba cái. Ba sắc đặc biệt rồi, Châu Nguyễn nói đúng rồi, ba sắc đặc biệt nữa thì tám sắc bất ly cộng ba sắc đặc biệt, thì như vậy là nhóm đặc biệt cho chúng ta có được là 11. Tức là khinh nhu thích nghiệp á, tức là ba cái sắc đặc biệt đó, thì những ba cái sắc này làm cho thân mình được khinh an, nhẹ nhàng, nhu nhuyễn và thích hợp á, thì như vậy có được là nhóm đặc biệt có được 11 sắc. Nắm được chưa? Rồi số 4 nè, ghi ghi ra đi. Rồi số 5, nhóm thân đặc biệt hai chấm có 12, nhóm thân đặc biệt hai chấm có 12. Rồi giờ ai ai khác tình nguyện nói thử coi, thân đặc biệt, đặt nghe kỹ nha, nhóm thân đặc biệt có 12, 12 sắc ạ. Nhóm thân đặc biệt có 12 sắc. Đâu là Nguyên Trang coi. Nguyên Trang nói thử coi. Tám sắc bất ly, ba sắc đặc biệt và thân biểu tri, đúng rồi, chính xác ha, là 12. Thế mà nhóm thân đặc biệt của Nguyên Trang xem ru rồi, Nguyên Như nói vậy, để Nguyên Trang nói chứ, dành hết phần của người ta rồi, nhóm thân đặc biệt. Rồi bây giờ số 6, nhóm khẩu thinh đặc biệt, ghi là số 6 là nhóm khẩu thinh đặc biệt có 13. Rồi ai ai bình nguyện nói rồi, nhóm khẩu thinh
biệt có 13. Thì có ai đây, ai là nói được đây? Giang Nhất Hà đi. Giang Nhất Hà đây đó. Mọi Giang Nhất Hà nói rồi 13 sắc là gì đây? Tám bất ly, ba đặc biệt. Rồi, sao nữa? Mới có 11 à. Thính pháp nó dùm mà sắc thần kinh thinh là cái gì, sắc thần kinh thinh là gì đặc lắc thính pháp nó dùm là khẩu thinh, khẩu ngữ tri là sắc kinh thinh, thần kinh thinh là gì, thần kinh, thần kinh thinh, âm thanh có thần kinh giống như trời. Rồi về tám sắc bất ly à. Tám sắc bất ly, ba sắc đặc biệt, khẩu biểu đi cộng sắc tinh à, vậy là có là 13 sắc, đúng chưa? Rồi bây giờ mình trình bày lại cái trong quyển ghi là hết cho rõ ràng ha. Bây giờ những cái sắc mà do tâm tạo, tức là khi mà tâm mình khởi lên một cái loại tư tưởng nào đó thì nó sẽ tạo ra những cái loại sắc như vậy à, nó tạo ra được cả 6 nhóm à, 6 nhóm sắc. Nhóm thứ nhất cho chúng ta biết là nhóm bắt thuần, tức là khi mà chưa có cái hành động về thân về khẩu gì đó thì nó chỉ tạo được tám sắc bất ly à, thì được gọi là nhóm bắt thuần à, thì tám sắc này là cũng do từ tâm tạo, chẳng hạn như giờ cái hơi thở mình thì thở vô thở ra cũng từ do từ tâm à, tâm tạo ra, nó tạo ra chỉ đơn thuần là tám sắc bất ly à, rồi nhóm thân biểu tri, tức là khi mà chúng ta có hành động về thân, tức là khởi lên muốn di chuyển thân này, nghe muốn đi tới đi lui đó, hoặc là muốn giơ tay được quắt tay hay là làm dấu hiệu đó, thì cái thân biểu tri nó phát sanh, thì cái thân biểu tri phát sanh do tâm tạo, thì khi khởi lên như vậy thì nó tạo ra được là tám sắc bất ly và thân biểu tri, tức là nhóm nó có chính sắc, và nhóm thân biểu tri cho chúng ta biết là có chính sắc. Được chưa? Quý vị hiểu mà, alo không biết đâu hiểu không biết mà. Hiểu cho biết nha. Alo cho bông đi. Giang Nhật Hạ hiểu không? Tổng quả tiếp à. Giang Nhật Hạ vậy đó. Hiểu không? Ok. Hiểu nhưng mà kêu lên trình bày lại không được thì chắc đó. Rồi, tức là nhóm thân biểu tri cho chúng ta biết là mình có được chính sắc như vậy. Rồi tới nhóm khẩu biểu tri, nhóm khẩu biểu tri. Thì khẩu biểu tri là khi mình khởi tâm mình muốn nói này nói kia à, thì khởi tâm lên nói ra đó, thì nó cho là cho và được có 10 sắc. À, tức là 8 sắc bất ly đương nhiên lúc nào cũng có ha. Rồi khẩu biểu tri là cái sắc khẩu biểu tri cộng với là cái sắc thinh, tức là âm thanh. Thì mình nói thì nó phải có sắc âm thanh. Thì như vậy nhóm khẩu biểu tri cho chúng ta có được là 10 sắc. À, cũng dễ hiểu ha, học cái từ như là sẽ thấy là những cái sắc nào nó do tâm tạo nó sẽ như thế nào à, thì như vậy khi mình hiểu được như rồi mình nắm được cái cốt lõi à, chính xác như vậy, nó chi tiết như vậy thì đi vô pháp hành mình sẽ thấy vấn đề nó cách là rất là rõ ràng. Rồi tới nhóm đặc biệt à, đặc biệt tức là nhóm mà à, nó làm cho cái tâm của mình, cái tâm mình nó làm cho cái sắc pháp mình nó được mềm mại duyên dễ chịu nhu nhuyễn này đó, thì cái nhóm đặc biệt đó là có ba sắc đặc biệt à, như là tám sắc bất ly và chúng ta có được là 11 sắc. Rồi thân đặc biệt à, tức là nhóm thân đặc biệt, tức là thêm cái thân biểu tri vô nữa, tức là khi mà chúng ta di chuyển co duỗi đồ dễ dàng đó à, thì lúc đó nó sẽ có ba cái sắc đặc biệt nó hỗ trợ cho cái thân của mình, chẳng hạn như mình đi đứng ngồi nằm hay là mình làm lên khung lên xuống nó được dễ dàng, thì như vậy nó có được thêm ba cái sắc đặc biệt này à, thì như vậy chúng ta sẽ có 12 sắc. Còn nếu cái trường hợp mà cái cơ thể mình mà nó bị có vấn đề thì cái ba sắc đặc biệt này nó sẽ bị thiếu à, nó sẽ bị yếu, nó làm cho mình khó khăn à, tâm nó khởi lên mà cái thân mình nó không làm theo, là không có như ý được, không có như tâm được,
chẳng hạn như những người có bị bệnh này kia đó, bị yếu cơ bắp hay là bị thần kinh như thế nào đó, hoặc là bị liệt, thì cái ba sắc đặc biệt này nó không giúp đỡ được, nó không có, nó cho nên sự di chuyển rất là khó khăn. Mặc dù tâm khởi lên muốn đi như vậy, nhưng mà nó khó khăn lắm. Bởi vì ba cái sắc đặc biệt này nó bị mất, hoặc là nó bị yếu thì nó không có đủ sức để hỗ trợ cho cái thần biểu trì được di chuyển dễ dàng. Thì như vậy cái nhóm thần đặc biệt là chúng ta có được 12 sắc, 8 sắc bất ly, thần biểu trì và 3 sắc đặc biệt. Rồi tới số 6 là nhóm khẩu thinh đặc biệt. Đó là mình ghi nhóm khẩu thinh, có gạch ngang cho nó đây ha, cho rõ ràng nhóm khẩu thinh, đừng có phải nè. Khẩu thinh có cái gạch ngang, mà coi như hai cái này có liên hệ với nhau. Đó là nhóm khẩu thinh đặc biệt thì có 8 sắc bất ly, khẩu biểu trì, âm thanh và 3 sắc đặc biệt. Thì khi chúng ta khởi cái tâm lên muốn nói, thì khi mà nói ra đó, thì nó phát ra cái khẩu biểu trì và âm thanh đi theo, kèm thêm ba cái sắc đặc biệt giúp cho mình nói được dễ dàng, nói được là lưu loát, nói được mềm mại ha. Còn nếu mà không có ba cái đặc biệt này đó thì giống như ngọng luôn ha, chứ mà bị cái cơ bắp làm cho mình khó nói, cứng làm mình khó. Thành ra như vậy nhóm khẩu thinh nó thêm cái âm thanh cho nữa, thì khẩu thinh đặc biệt thì chúng ta có được là 13 sắc. Thì như vậy sắc do tâm tạo, tổng kết là có 6 nhóm: nhóm bát thuần, nhóm thân biểu trì, nhóm khẩu biểu trì, nhóm đặc biệt, nhóm thân đặc biệt và nhóm khẩu thinh đặc biệt. Tất cả đều do tâm tạo, và những cái sắc này do tâm tạo là nó liên hệ đến vấn đề chúng ta tụ tập về thiền quán rất là nhiều. Bởi vì chúng ta thường thường thiền quán là mình quán về, ví dụ niệm thân là mình quán về sắc pháp, thì quán về sắc pháp thì nó sẽ liên hệ đến cái vụ này. Khi mình đi, mình đứng, nằm, ngồi, co duỗi hay là thở vô thở ra, phòng xẹp, tất cả những cái đó, khi chúng ta khởi cái tâm mình thì nó sẽ tạo ra được những cái sắc này. Cho nên những cái sắc mà do tâm tạo này chúng ta cần phải nắm bắt, cần phải liễu tri đó, cần phải hiểu nó qua cái ý nghĩa của nó một cách rõ ràng. Rồi từ đó chúng ta nắm được rõ thì chúng ta đi vào, chúng ta không có bị lạc, mình và mình không có bị bơi ở trong cái pháp hành. Vô nhiều khi mình không biết nó tùm lum tà la bắt đầu mò, nhưng mà chúng ta nắm được những cái này thì chúng ta nó giúp cho mình rất là nhiều, có được những ý kiến. Rồi đó là nhóm B, gom lại chưa? Sắc cho tâm tạo có 6 nhóm, 1, 2, 3, 4, 6. Rồi xong ha quý vị, chết kịp phải không? Alo, chết kịp, hiểu không? Biết đây. Được chưa? Được chưa? Lo cho biết bông qua lên coi. Bông qua lên, bông qua lên. Nguyên Trang hiểu không? Sao thấy im ru ta? Như mấy Nhật Hà, Hà Nguyễn không? Hà hiểu không? Sao thấy cũng ngồi im ru, không thấy trả lời giống nhau. Nhiều quá, đông hôm nay đông quá không thấy ai rồi ha, thông thông qua được chưa? Trang lặng rồi, ok mình qua được ha. Nhóm B ha, giờ tới nhóm C, sắc do âm dương tạo. Sắc do âm dương tạo. Âm dương hay là quý tiết, mình ghi giống là sắc cho âm dương, mà không mở ngoặc quý tiết cũng được. Sắc cho âm dương tạo. U tú samutha na, u tú là thời tiết, quý tiết, u tú samutha na, sắc cho âm dương tạo. Khi mà đi qua cái nhóm C thì nó qua đến cái vấn đề liên hệ đến cái vấn đề âm dương, tức là nóng lạnh, là những cái quý tiết ở trong cơ thể của mình, trong cái thân mình. Khi mình sanh ra là sắc do nghiệp, phải không? Rồi sắc do tâm tạo đầy đủ, không?
sắc do âm dương tạo nữa. Nếu không có âm dương này là cũng thô luôn ha, không thành tựu được ha. Và là do phải sắc do âm dương tạo. Thì cái sắc do âm dương tạo này nó có được bốn nhóm. Nó cho chúng ta biết là có được bốn nhóm. Thì chúng ta ghi là có bốn nhóm. Một, nhóm bát thuần. Nhóm bát thuần, hai chấm, tám sắc bất ly. Rồi, tức là tám sắc bất ly luôn luôn có mặt trong tất cả những cái nguyên nhân nào cũng có nó ha. Và tám sắc bất ly. Rồi, số 2 là nhóm thinh. Nhóm thinh có 9. Nhóm thinh có 9. Và 8 sắc bất ly cộng sắc thinh. Sắc bất ly cộng sắc thinh. Rồi, đó là cái nhóm về âm thanh, sắc thinh cũng phát sanh do từ âm dương, từ sắc âm dương, do âm dương tạo. Trong người mình nếu mà âm dương mình không quân bình thì cái âm thanh mình phát ra nó cũng có vấn đề, nó cũng trở ngại ha, cũng khó. Cho nên cái nhóm thinh này là tám sắc bất ly, sắc thinh được phát sanh là do âm dương tạo cũng có, mà do tâm tạo hồi nãy cũng có ha. Thì nhóm thinh có luôn cái sắc thinh, và sắc thinh này ngay cả bên ngoài không phải bên trong thân vẫn có âm dương, âm dương quý tiết nó cũng tạo được cái sắc thinh. Vì vậy nhóm thinh có cho chúng ta biết là có 9 sắc, 8 sắc bất ly cộng sắc thinh. Rồi tới nhóm đặc biệt, số 3 là nhóm đặc biệt. Nhóm đặc biệt có 11 và 8 sắc bất ly cộng 3 sắc đặc biệt. Thì cũng giống như mấy ghi ha. Thì sắc âm dương nó cũng tạo ra được cái 3 sắc đặc biệt này. 8 sắc bất ly cộng sắc đặc biệt. Cộng 3 sắc đặc biệt tức là 11 nhóm. Có 11 sắc. Tức là nhóm thứ ba là được biết là nhóm đặc biệt ha, cho chúng ta có ba sắc đặc biệt do âm dương tạo. Rồi số 4 là nhóm thinh đặc biệt. Nhóm thinh đặc biệt có 12, có 12 sắc và 8 sắc bất ly sắc thinh cộng 3 sắc đặc biệt. Nhưng mà chúng ta hiểu học ở đây chúng ta sẽ hiểu thì dễ dàng ha. Thì nhóm thinh đặc biệt thì nó có được cái 8 sắc bất ly, thinh là sắc thinh, rồi 3 sắc đặc biệt nó hỗ trợ cho cái sắc thinh được dễ dàng hơn. Thì như vậy nhóm thinh đặc biệt có được 12. Như vậy tổng kết là sắc âm dương tạo có 4 nhóm. Nhóm bạc thuần 8 sắc bất ly, nhóm thinh 8 sắc đặc biệt, 8 sắc bất ly cộng sắc thinh là bằng 9. Là nhóm đặc biệt thì có 11 và 8 sắc bất ly cộng 3 sắc đặc biệt. Số 4 là nhóm thinh đặc biệt, 8 sắc bất ly cộng sắc thinh cộng 3 sắc đặc biệt. Thì như vậy nhóm sắc thinh đặc biệt có 12. Như vậy nhờ sắc sắc do âm dương tạo cho chúng ta có được 4 nhóm. Chúng ta đã được biết cái sự mà tạo ra những cái sắc pháp nó không phải do một nhân mà nó do nhiều vấn đề nó phát sinh ha. Rồi đó là cái C là do âm dương tạo. Rồi D, đây số 4 là nhóm D, sắc do vật thực tạo. Sắc do vật thực
nhưng mà đây là cái sắc được phát sanh do vật thực, do vật thực tạo ra, tức là do từ chất dưỡng tố, từ thức ăn mình ăn từ bên ngoài vào và chất dưỡng tố bên trong, hai cái phối hợp nhau để tạo ra những sắc pháp. Thì sắc nó được tạo ra bởi từ vật thực, cho nên khi chúng ta sử dụng vật thực, nếu mà cái chất dưỡng tố nó vừa phải thích hợp thì nó sẽ giúp cho cơ thể mình tạo được những cái sắc do vật thực tạo ra được tốt, tốt đẹp tươi tốt. Còn nếu mà mình ít quá cũng không được, mình ăn thiếu thốn quá, dịch thực vào thiếu quá thì nó cũng không giữ cho cái sắc pháp được tồn tại. Còn nếu mình ăn nhiều quá là còn mệt nữa, nếu chúng ta ăn quá mà phát phì ha, mập là ghê rồi, chúng ta cảm thấy là nặng nề khó chịu ha. Cũng như cái sắc mà do dịch thực tạo nó quá tải, nó làm cho cái cơ thể của mình trở nên rất là mệt. Mà khi mà cái sắc vật thực này mình có những cái thói quen mà về vấn đề ăn uống á, chẳng hạn như mình ăn nhiều quen nó cái gì, khi mà không có ăn thì cái sắc dịch thực này nó quen rồi, nó cần phải nuôi nó, mình bắt đầu mình thấy cái tâm mình nó hỗn loạn liền, tâm mình nó thấy thèm thuồng này cái đó, nó phát sinh bởi vì mình cái vật thực mình ăn hàng ngày mình ăn quá nhiều. Và chính vì cái này nó cũng gây rất là nhiều cái phiền não trong cái vấn đề tu học. Khi mình có thói quen về ăn ngon quen, rồi ăn nhiều quen, khi mà đi vào thiền thì chúng ta không được ăn như vậy đó. Ăn kiêng cử, ăn giảm bớt vậy, rồi ăn ngàn bữa hai bữa thôi, thì nó gây cho chúng ta rất là nhiều cái phiền toái. Cho nên cái vật thực nguy hiểm lắm. Coi vậy chứ nó cũng trở ngại trong cái vấn đề tu học của mình rất nhiều. Nếu mà mình ăn chay hay không thì nó cũng phiền, mình ăn mặn không thì nó cũng phiền, mà mình ăn ít quá nó cũng, mà mình ăn no quá nhiều quá nó cũng phiền, cái nào nó cũng gây cho mình những cái phiền toái. Bởi vì cho nên cái vấn đề nó khó ở cái chỗ là chúng ta phải sử dụng vật thực sao cho nó trở thành một thích hợp với cơ thể của mình. Ăn do vừa phải lẽ là dễ nuôi, sống hành dễ nuôi, tốt đẹp, mà không ăn thì nó chết. Không ăn thì cái xác này nó không có vật thực, nó không có chất dưỡng tố thì nó lên đường nó đi theo gặp bác hồ là mệt nữa. Mình phải có vật thực nhưng mà ăn trong trí tuệ, ăn có sự hiểu biết, ăn làm sao để mà giúp cho thân mình nó vừa khỏe khoắn, khỏe thân, rồi thể thân mình nó được nhẹ nhàng, được kinh an kinh thân thì nó giúp cho cái tâm mình được tốt đẹp. Còn cái thân mình ăn quá nặng nề thì làm cho mình khó tu tập lắm. Mình quá tải là nó làm cho hơi thở mình nó cũng bị trở ngại, rồi phát sinh nhiều thứ bệnh khác. Cho nên quý vị mà thử mà mình ăn quen rồi đó, bây giờ mình nhịn nhiều lắm, nhịn cái tâm mình nó quậy ghê lắm. Hoặc là mình ăn ít quen rồi, giờ bữa nào mình ăn nhiều cái thấy người mình khó chịu, nó mệt mỏi. Nó cũng là cái ảnh hưởng về vấn đề tinh thần mình rất là nhiều. Cho nên cái sắc mà do vật thực tạo này nó cũng nguy hiểm lắm, nó quậy cũng dữ lắm. Cho nên phải cẩn thận trong cái đề ăn uống. Và hay cái nói là nhất thiết chúng sanh duy thực tồn, nhưng mà thực sự câu đó là không chính xác. Bởi vì vật thực chỉ là một trong những cái mà để mà giúp cho cái chúng sanh được tồn tại thôi. Nó chỉ là một trong những cái ba cái pháp, bốn pháp này. Sắc do tâm, do nghiệp, do âm dương và do vật thực này, chứ không phải là chỉ do vật thực không. Rồi như vậy khi chúng ta biết được về sắc do vật thực tạo á, cho chúng ta biết là nó có hai nhóm. Thì chúng ta xuống thì là có hai nhóm. Một, nhóm bát thuần. Nhóm bát thuần. Nhóm bát thuần. Tám sắc bất ly đó. Tám sắc bất ly hết. Là sắc pháp nào cũng có tám sắc bất ly hết. Khi vật thực đi vào thì có tám sắc bất ly. Là cơ bản là nhóm bát thuần. Rồi hai là nhóm đặc biệt.
nhóm đặc biệt có 11 là 8 sắc bất ly cộng 3 sắc đặc biệt. 8 sắc bất ly cộng 3 sắc đặc biệt. Thì như vậy ở đây nhóm sắc pháp do tạo ra sắc thì nó có hai nhóm. Nhóm bất thường thì mình không nói ha, và nhóm đặc biệt là chính cái chỗ nhóm đặc biệt là chúng ta thấy nó có ba cái sắc đặc biệt này. Thì khi chúng ta ăn vật thực vào thì sẽ tạo ra ba cái sắc đặc biệt này. À, nó giúp cho khinh nhu thích nghiệp, giúp cho cái thân mình nó được nhẹ nhàng, được thoải mái, được nhu nhuyến, dễ sử dụng, được thích hợp trong những công việc. À, nếu mà ăn đúng đó, sử dụng đúng, sử dụng đàng hoàng, sử dụng là có hiểu biết, sử dụng là không ăn quá no, không ăn quá thích, quá quá ít, và không có bị kiêng cử là quá quá sức của nó, thì nó sẽ giúp cho cái nhóm đặc biệt này được phát sanh đầy đủ. Và khi như vậy thì cái thân của mình nó sẽ được thoải mái, dễ dàng. À, mình đi, đứng, nằm, ngồi, làm bất cứ gì nó cũng nhẹ nhàng, nó thích hợp, nó nhu nhuyễn, giúp cho cái sắc mình nó được tốt đẹp. Còn nếu mà mình không sử dụng đúng thì nó sẽ đưa đến khó khăn rất là nhiều. Cho nên sắc vật thực tạo cho chúng ta có hai nhóm sắc, nhóm bất thuần và nhóm đặc biệt. À, như vậy đó là hai cái sắc do vật thực tạo. Rồi tổng cộng hai chấm, tổng cộng hai chấm, 9 cộng 6 cộng 4 cộng 2 bằng 21 nhóm. Tổng cộng 9 cộng 6 cộng 4 cộng 2 bằng 21 nhóm. Là 9 do nghiệp tạo ha, 6 do tâm tạo, 4 do đại tiết âm dương tạo, 2 do vật thực tạo. Thì chúng ta có tất cả là 21 nhóm thuộc về sắc pháp. 9, 6, 4, 21. Rồi, như vậy là trong cái vấn đề chúng ta học về các nhóm sắc này đó, thì chúng ta để mình quan sát về những cái sống phát sắc này cho để chúng ta nắm được ha, nhớ chúng ta học mình hiểu cái điều chính yếu là mình phải hiểu một cách rõ ràng, hiểu một cách chính xác về những cái sắc nào nó do nghiệp tạo, tại sao nó do nghiệp tạo mình phải nắm được. À, chẳng hạn như là 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, sắc ý vật, sắc bản quyền. À, những sắc này là do nghiệp tạo chứ không thể nào do tâm tạo được, hoặc là thời tiết tạo, hay là âm dương gì tạo được, hay là vật thực tạo được. Chẳng hạn như thần kinh, sắc thần kinh, nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân thì không thể do tâm tạo được, mà phải do nghiệp trong quá khứ sanh trở lại, mình tục sinh trở lại nó mới phát sinh ra cho chúng ta 5 cái sắc thần kinh. À, có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. À, 5 sắc thần kinh này do nghiệp tạo. Rồi sắc tính, là sắc tính nam, sắc tính nữ như vậy. Khi chúng ta tục sinh ra đầu tiên thì bắt đầu chúng ta có được bản tính là người nam hay người nữ, cũng do nghiệp trong quá khứ mới cho ra cái sắc hiện tại này. Rồi, sắc y vật cũng vậy, sắc bản quyền cũng vậy ha. Thì như vậy chúng ta học mình nắm được những cái cốt lõi, những cái ý nghĩa sâu xa của những loại sắc này, nó tạo ra do cái gì, sắc nào do cái gì. Sắc do nghiệp tạo thì mình chịu ha, mình không có làm được gì ha. Còn những sắc bắt đầu do tâm tạo thì chúng ta có thể mình điều tiết được cái đề này. Chẳng hạn như giờ về thân biểu tri, khẩu biểu tri, mình có thể điều tiết được. Ví dụ như mình dùng thân biểu tri mình điều tiết thân biểu tri mình và cho nó thích hợp, cho nó đúng đắn. Thân làm những việc thiện, làm thân tạo những thiện nghiệp này thì nó sẽ tạo ra những cái sắc thiện nghiệp, nó tạo ra những sắc tốt. Khẩu mình nói những cái điều tốt đẹp, nói những điều trong lành, nó tạo ra những cái sắc và thích hợp, những cái sắc tốt, những thiện, những cái sắc trong lành. Thì những cái sắc pháp này nó phát cho tâm tạo, sẽ giúp cho cái cơ thể mình, giúp cho cái thân mình được tốt đẹp, nó được tiến hóa, nó được chói sáng hơn. Và ít bệnh này cái nọ thì chính cũng do từ cái tâm tạo này. Nếu mà mình khởi những cái tâm ác nhiều á, thì những cái sắc pháp nó sanh ra nó cũng đi theo nhóm nó luôn. Hãy xấu thì nó ra xấu, tốt là tốt. Hãy tâm ác thì nó ra những sắc pháp xấu, sắc pháp thô, những sắc pháp bệnh hoạn, giúp tạo cho cái thân của mình bị đủ thứ chuyện ha. Bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ cũng tại tâm mình. Mình suy nghĩ ác, mình hại người, mình suy nghĩ những cái chuyện, làm những chuyện độc ác, tạo ra những sắc xấu thô. Ngày như giờ mình giận lên cái mặt mình đỏ ghé lên ha. Tạo là tim mình đập mạnh, máu mình nó bị đổi màu liền. Khoa học chứng minh là khi chúng ta ở
khởi một cái tâm sân lên thì máu mình bị đổi màu đen, quý vị. À, máu đổi màu đen, à, chứ không phải giỡn. Là khi mình khởi một cái tư tưởng như vậy, à, thì chúng ta nên biết là cái tư tưởng của mình nó sanh khởi rất là lẹ, một cái tích tắc thôi, một cái khải ngón tay thôi. À, nó đổi màu á, khi mình giận lên cái máu nó bị đổi màu á, nó xấu á, bị xấu á. À, nhưng mà sau đó trả lời bình thường lại, chứ không phải là nó đen hoài á. À, cho nên vấn đề nó cũng chắc không biết lý do màu thì nói được, mình không biết được. À, thì đó, thì khi mà mình làm như vậy, mình khởi lên những cái tư tưởng ác xấu thì sẽ gây cho chúng ta rất là nhiều thứ và phiền phức ha. À, gây ra bệnh hoạn, chúng ta bị tăng xong, bị tim, bị mạch máu, bị những cái nội phần bên trong là rất là nguy hiểm, sinh ra nhiều cái điều xấu. Còn chúng ta khởi những cái tốt, chẳng hạn như mình ngồi thiền, mình ngồi mình hít thở, mình theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, mình quan sát hay là điều đó, cái tâm mình tạo ra được nhóm bát thân, nhóm là tám sắc bất ly này, nó tạo ra những sắc tốt đi theo những cái sắc là lành, những cái sắc trong tốt, những cái sắc sáng chói, giúp cho cái thân mình được đẹp, được tốt, ít bệnh, thiểu bệnh. Rồi khi mình đi kinh hành, mình đi mình có sự chánh niệm, mình tâm mình luôn luôn an trú trong cái sự đi đứng bằng cái thiện pháp, thì nó giúp cho cái sắc pháp mình được trong lành, tốt đẹp. Đó là những cái sắc do tâm tạo, mình có thể tự mình có thể điều tiết được, mình làm cho nó phát sanh là những cái sắc rất là độc đáo, rất đẹp. Có nhiều người ta tập thiền chữa bệnh được đó quý vị, người ta tập thời gian người ta có thể trị được bệnh, làm cho giảm bớt những cái bệnh này bệnh kia, rồi khỏe lâu. Những người tập thiền, những người giữ tâm mình tốt đẹp thì người ta được khỏe lâu, tâm mát mẻ vui vẻ, lúc nào là cũng có sự mát mẻ, có cái tâm nhìn vô cái thân họ mình thấy cũng có cái sự là dễ mến, dễ cảm, dễ gần. Cũng những sắc nó do từ tâm mà tạo ra. Rồi những sắc dương tạo, thì cái này là do cái thời tiết, do âm dương, thì chúng ta không thể làm được cái này. Sắc do vật thực tạo, mình cũng làm được. Mình ăn những vật thực trong lành, những vật thực tốt đẹp, những vật thực mình cũng ăn vừa phải lẽ, ăn vừa nó, ăn đừng ăn những đồ lỏng, đồ độc nhiều, thì nó cũng gây tai hại đến cơ thể của mình. Thì như vậy trong cái vấn đề mà học về các nhóm sắc này đó, chúng ta thấy mới đầu mình học mình cũng không biết để làm gì, nhưng mà khi mình đi vô sâu vấn đề, mình sẽ thấy nó rất có nhiều cái lợi ích giúp cho mình trên cái con đường tu học rất là nhiều. Về sắc do tâm tạo, sắc do vật thực tạo, thì chúng ta có thể điều tiết được cái đời sống của mình, giúp cho mình sống có một cái sự tốt đẹp, sự an vui, và tiện lợi mà rất hữu ích cho cái sự tu tập của mình. Còn nếu mình không khéo, mình không có dùng trí tuệ để quan sát cái bề này đó, nhưng hạn nhất là về sắc vật thực, mình ăn cho cố mạng vô, ngồi thiệt, ngồi vô chút xíu ngủ mất tiêu, no quá căng da bụng thì dùng nhỏ mắt, no quá cái ngủ, ngồi xuống cái gục lên gục xuống, hỏi tại sao ngồi thiệt bị ngủ hoài, ngồi xuống ngủ ăn no quá lấy gì không ngủ, còn ăn thiếu quá cũng không được, đói quá ngồi không yên, đói quá ngồi tâm phóng dật, tâm nó chạy tùm lum tà la, nó đói quá chịu không nổi. Mà nói vấn đề này chúng ta phải cẩn thận dữ lắm, ăn vừa phải lẽ, ăn cái thân mình nó được thoải mái nhẹ nhàng, kinh nhu thích nghiệp rồi được thoải mái, rồi mình ăn về tốt đẹp thì giúp cho mình khi mình làm cái việc gì tốt. Rồi hôm nay chúng ta học các nhóm sắc bên đây là vừa phải lẽ, cũng do phước báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả luôn được tâm pháp sắc lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng điều nhau cả thấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam Ma Giác, Nam mô Sa Ngã. Rồi trả mic lại cho Rơm ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh để giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp của ngày hôm nay. Dạ bây giờ con thấy cũng còn 10 phút, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể cho cầm mic ạ.
con xin dâng bức lại cho sư Thâm Tâm. Dạ bạch sư Tâm, sư có nghe được âm thanh của Nguyên Như không bạch sư? Rồi con nghĩ chắc sư Tâm không có ở trước mic rồi. Dạ con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông. Bhavatu sabba mangalang ratkang tu sabba devata sabba bhuta nufave nasada soti pavang tu te bhavatu sabba mangalang ratkang tu sabba devata sabba dhamma nufave nasada soti pavang tu te bhavatu sabba mangalang ratkang tu sabba devata sabba sangha nufave nasada soti Phà văn tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng. Các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Ya dewa ta santi vihara vasini thu be kare bodhi kare tahin tahin. Ta thamma da ne na pa wan tu pu chi ta so thân ka ron te tha vi ha ra mang da le. Thế ra cha mắn cha na wa ka cha phân ka vô sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka. Ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sam ba na phu ta su khi ta pa wan tu te. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka. Ni ya ni kang tham ma wa rang pa tinh cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang. Tha tu chi rang sa tang tham mo tham man tha ra cha pung ga la sang khu ho tu sa mang go. Wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu san tham mo sam be bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba we de te i đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô i đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô i đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô i đằng quá tám nề buồn nhằn à sa quá khá già hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Nguyên Như con xin hẹn chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào thứ hai tuần sau. Và cũng là sáng thứ ba ở bên Việt Nam, chúng ta lại học được những bài học về 37 phẩm trợ đạo với sư Pháp Thanh. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.